đánh độc đặc luôn đấy, đấy ngon cả nhà nhá. À, cái cuốc chả rồi rồi đây khớp hàng tráng bác để thể hiện mấy bác tiết canh chào đại đình ạ. Nghe mọi người vẫn chờ chương trình quen thuộc tiết canh lòng lợn Cantino, Cantino, Cantino. Hôm nay sao muộn còn sót một đoạn trà. Cách đây 4 năm là tôi làm cho tay Tuấn Ấn cái nhà dài đấy 10 Nước sôi đấy, nước sôi vừa đun xong. Em làm nhà đó không biết. Thiên mỡ anh. Nghi ngút. Chú này ở đây làm cái mắm đường ở quê. Tôi thợ vượt qua cho mà Dương Kim Bình. Đấy, thế bây giờ có làm? Dạ, em ở An Lạc đi. Tôi là An Lạc. Ngày bác nói là Lạc vừa rồi làm cách đây 4 năm tôi làm cho bố con tôi nhận tay trí người gốc ở Điền đấy. Hòa Tam nước 19 một ngày. Ông lấy ông già là tên là tiết này đẹp. Một giờ đánh một một ở tiết này đẹp. Nó làm đấy mấy cái em làm cái thằng ở Điền nó nhận cũng là cháu Điền này cái gì nó chuẩn đánh nó mới chuẩn. Và trước thằng Đức nó giới thiệu xuống đấy, biết thằng Đức không? Đấy, bên kia cứ anh cứ nhủ anh cũng yêu thương nhà to nó nhảy có dính không nhỉ? Chấp hết cả nhà. Mấy rồi nhỉ? Em biết 2 ai à? Đang nói chấp hết cả nhà mà quên mất. Anh em gặp nhau ở quán nhà luôn, mình cứ vui. Một. Đấy rồi, tôi cho 3 phát rồi. Một cục quấy được không đông. Anh vợ không tê cho anh vui. Tiết đẹp thế nhỉ? 100% rồi đúng không? Tiết đẹp này vẫn là chỉ nhà đọc một phát ra. Đánh phát là đông luôn, rời tay đông. Anh hôm nay sang muộn thế. Ok. Ê, anh là ngắm cái quất à, nhà có chưa? Mua cái to hay cái bé? Con mua cái 500 bé tẹo. À mua 500 là được rồi, gọi là không khí Tết. Cây quất cành đào là được cây rồi. Cây để trong... Thì cái thằng... Nó thử thí nghiệm thực tế cho đấy. Ở lòng tài đúng sao? Nào kê cái này mời bác. Nó bảo không thể ăn, làm thử luôn. Chào buổi sáng nha cả nhà nha. Chào buổi sáng sức khỏe. Ai thử nhớ đi bác ơi. Đây này có cái món chả ngon lắm. Hôm nay có tí chả rồi. Đấy còn tí chả ngon. Đặc sệt. Ở bếp biển. Làm cái tí chả. Cho mấy miếng lòng già rồi. Cho mấy miếng lòng già đi ấy. Vừa nãy sang đây gặp đi qua. Vừa ăn vừa bắt trước, vừa xem TV. Tủ đấy, cột to gì quá. Dạ. Nhật tôn lên mà. Loại. Rồi dạ. Quà lọ ăn con mèo cũng giả. Giả. Đoạn này mới đặt là cái cuống. Cuống này mới đặt. Kẹp một miếng lòng này. Cuống chàng.
ăn hai miếng rau chùm ngây nấu với nước xương vịt nha. Nhắm mắt ngay rồi. Rồi. Mà kia nhiều đời mở to đấy. À. Ngày Tết nhất mà. Ai mở nhà ai cũng ra chút này. Nhà mình còn đang mở to mầm. Nói đã vừa luôn. Nhà mình cũng mở vừa nhà. Nhắm mạnh lên. Cứ phải mở mà ngon nhắm mạnh. Đấy, lại đâu vẫn được mở đi chơi chỗ khác. Đấy, em mở em toàn cái năng làm gì ở dưới vườn hoặc đi ra ngoài rồi. Đúng rồi, sao sao mời cả nhà nhá. Thế mới đẳng cấp. Làm đi chiếc hôm nay xong là về là lên quanh dọn dẹp nhà vừa. Chưa dọn dẹp. À, đặc sệt này. Uống nóng là ngon đặc. Chưa dọn dẹp cái gì hết. Ở nhìn này cứ nghĩ nó vừa bình thường thì nghĩ này. Cứ cái gì cũng dồn đến Tết. Người nào đó nó sạch sẽ thì cả lúc nào đều nó cũng gì rồi. Chứ còn người làm nó thế bây giờ anh mà phủ tí cái dồn đến Tết là dồn nó đem làm gì. Nó bận lắm. Được mấy ngày nghỉ ngơi thì cứ đi dọn dẹp lung tung thì... Nhà cửa thì ngày nào dọn quét. Thế cứ dồn dập cái ngày Tết này. Các nhà cũng hay cần bật. Mùa ít nan còn chưa dầm được. Vẫn chơi nan nhỉ? Chơi Tết này có gì đâu. Đấy thì vừa rồi còn đúng một giò nan. Tăng ở Tết được chơi nửa Tết, bắt đầu hôm nay là bắt đầu xòe được mấy bông. Anh có cây đào nó lỡ 2/3 rồi. Tiếc năm nay già lắm hoa đấy, cũng là sớm. Năm nay là nó giữ được tháng tuốt sớm, tuốt 50 ngày rồi. Thế thì sớm quá, nghe nó hướng dẫn cần tuốt trước 50 ngày tuốt sang năm này tuốt tầm 40 ngày là chuẩn nhất. Nó hướng dẫn tốt cây gạo cảnh. Nhưng bây giờ nó ra nụ không? Bây giờ ra còn ý là nó còn ý thôi. Ý là nó lỡ hai phần rồi còn phần. Nó lỡ rất nhiều phần trước đó, đỏ ngon cây. Nó mà đạp bích à? Đạp bích, thằng bích ngầm. Ây, chú góc góc sần nhỉ? Nó bị chân nó thăm nó đẹp hơn đẹp. Ăn mạnh ngay cái này nó ngon. Chả ăn nó giòn. Hôm nay đi một muộn à, phần cho vẫn phần cái đoạn miếng chả mà vẫn phải kẹp hài. Khách VIP mới được phần mấy ngày. Không, ra là chỉ có lòng non. Nào mày kẹp đấy, nào mày chưa kẹp. Ớt cày. Ăn to lên chân. Ừ.
Các em đã bảo trước anh Tôn từ hôm qua anh gọi điện cho em rồi. Bảo bên anh ăn sớm thì em vào đây. Đấy, người nhà cũng khác. Không, những ông nào không thông cảm thì bảo là này là họ giờ có. Ở mình chủ thì năm chỉ có một lần nhưng mà anh em không gặp phải là nó ở xa cơ thì không nói. Uống này ngon, nóng non lại ngon giòn. Đúng rồi, nóng non ngon mà trà nó ngon. Rồi cái trà nha. À cái cuốc trà. Rồi rồi đây. Sướng đời ta điểm. Vừa ăn vừa xem bác biển bác làm view. Ngon tuyệt vời. Bây giờ xóm người ta mở nhạc to quá cả nhà. Chắc phải có hệ thống tắt được. Tắt đi trong dịch lại. Lúc là nói cổ lập đấy. Nói lại em giờ chỉ có mỗi mình giọng em thôi, không có giọng của bác. Tách nhạc rồi để rồi nói. Nhìn thấy ra ok, nó bình thường gọi là trước gọi là tách nhạc đấy là đấy, tách lời ở đây là bắp biển nhà tôm. Chuyên kẹp ăn thấy nó ngon. Em ăn lúc nào phải kẹp đùi được khẩu vị. Bây giờ phá tiết rồi. Không, bác phá đi em. Mày có ghi toàn luộc. Cái anh mới biển tinh đấy ở đấy. Càng cái thì phá phá tiết này. Phá phá tiết này. Càng cái. Giòn tan. À, tới đây không? Tới liên tục. Ba phát là hết, ba tiết. Hai miếng hết nhưng mà nó hơi to. Thôi cứ làm ba phát cho nó gọn nhẹ. Buổi sáng cho nó gọn nhẹ. Mát mẻ là người. Mấy cái gì trắng phao mình nói cái gì trắng phao nhỉ? Tiết hôm nay ngon quá. Tiết là đẹp mà, tiết đẹp ngon, hồng, hồng rực. Lớn miếng rồi nhưng mà chào đại đình anh vậy, buổi sáng nó ăn lành. Sáng đến là bà ông hàng xóm ông mở nhạc to quá nên cứ phải mở tivi của bà sắn để cho nó áp đi cả nhà. Đấy, là xong bát tiết gọn nhẹ đơn giản.
Con này cánh chào. Thôi buổi sáng anh em ăn sáng con này chia sẻ có món tràng lợn với món lòng đấy, lòng lợn tiếp canh Bình Dân. Chưa nghĩa tổng hợp xin dừng clip này nha, mọi người cố gắng cho một like và đăng ký và chia sẻ để ra những cái mới nhất để cho người. Đâu đâu. Anh em các bạn yêu nhá. Thằng clip tiếp theo, thank you.